Để có thể tiến hành kê khai được các khoản thuế phí thì các bạn sẽ vào trang thuế Việt Nam, lại vào Google nhé, gõ nhận tờ khai .gdt.gov.vn. Vào trang thuế Việt Nam, ở trong trang thuế Việt Nam thì chúng ta có một cái mục phần mềm ứng dụng để đọc hồ sơ thuế. Các bạn tích vào đây ạ. Giới thiệu luôn, ở đây có những cái phần mềm Java ấy, thì khi mà các bạn lại lỗi rồi. À đây ạ, đang tải rồi các bạn ạ. Đấy. Trang web thì thỉnh thoảng hay báo như vậy. Nhờ. Đang tải về đây. Phần mềm này là phần mềm iTech Viewer. À, các bạn tải cái bản này về nhé. Bản này dùng để đọc các báo cáo thuế sau khi các bạn đã gửi đi. Rồi, giới thiệu luôn ạ. Nếu như khi các bạn mà muốn nộp thuế điện tử thì các bạn cần phải tải các phiên bản Java. Và các bạn tải phiên bản Java 7 này nhé. Tải về. Cái Java này nó chỉ có tác dụng hỗ trợ để cho các bạn nộp được thuế qua mạng thôi. Vì vậy mà khi tải về thì đây không phải là một phần mềm, cho nên nó sẽ không hiển thị một cái biểu tượng giống như lát nữa tôi làm iTech Viewer cho các bạn xem. Cái thứ hai mà chúng ta phải vào trang mạng để tải về đó là phần mềm hỗ trợ kê khai. Cái này bắt buộc các bạn phải tải về nhá. Để kê khai được tất cả các khoản thuế phí cho doanh nghiệp thì xin có một công cụ hỗ trợ cho chúng ta, đó là phần mềm hỗ trợ kê khai. Phần mềm này thì có rất là nhiều phiên bản. Các bạn sẽ vào các phiên bản. Thế lưu ý với các bạn như thế này ạ. Mặc dù là có rất nhiều phiên bản như thế này nhưng mà hiện nay thì phần mềm hỗ trợ kê khai thuế qua mạng của Tổng cục Thuế, các phiên bản mà bắt đầu bằng đầu 4 chấm này thì tương đối là kén máy. Vì vậy mà khi các bạn tải về thì có thể là sẽ lỗi và không sử dụng được. Trong trường hợp đó thì thông thường ấy thì mình sẽ tải phiên bản mới nhất. Nhưng nếu các phiên bản này mà có lỗi thì các bạn sẽ tải dần đến những phiên bản mà nhỏ hơn. Đúng không ạ? Ví dụ như ở trên máy tính của tôi thì khi mà tôi tải cái phiên bản mới nhất ý, thì thường là không đọc được, không sử dụng được, mà tôi lại phải tải những cái phiên bản nó rất là lâu rồi thì mới đọc được. Thế cho nên là các bạn lưu ý là khi mình tải phần mềm hỗ trợ kê khai thì các bạn cũng cần nên nhẫn lại một chút, đúng không ạ? Tải phiên bản này không được thì mình tiếp tục tải phiên bản kia. Cách tải như thế này ạ, các bạn cứ ấn vào bản zip nhé. Ấn vào cái bản zip này này. Thế sau đó thì các bạn sẽ tải về. À, như vậy là chúng ta sẽ tải được về một bản. Đây các bạn nhìn thấy là hai phần mềm mà tôi tải về. Nếu tôi chạy phần mềm đọc trước nhé. Giải nén này. Đây là phần mềm đọc phiên bản thuế. Setup chạy. À, khi chạy thì sẽ ra giao diện như thế này. Chúng ta sẽ next. Next. Rồi, tạo một cái đường shortcut ở trên màn hình. Next. Và cài đặt. Một phần mềm.
Đây là giao diện của phần mềm đọc hồ sơ kê khai thuế. Đấy là phần mềm thứ nhất mà chúng ta cần phải tải về. Đây ạ, biểu tượng đây nhá, các bạn nhìn. Rồi, bây giờ tôi sẽ giải nén phần mềm thứ hai. Và cũng sẽ chạy phần mềm. Mở phần mềm ra. Và bây giờ tôi sẽ chạy phần mềm tiếp theo. Rất là hồi hộp vì không biết là có đọc được không. Sau rất là nhiều lần mà tôi tải đi tải lại các bạn ạ. Chúng ta sẽ chờ đợi cho phần mềm khởi động và để cài vào trong máy tính của các bạn. Các bạn nhìn thấy là phần mềm đang load vào trong máy của mình, đúng không ạ? Rất là nhiều những cái phần hỗ trợ để có thể chạy được một phần mềm hỗ trợ kê khai. Vậy là đã thành công, tôi sẽ không khởi động lại máy. Như vậy là mình đã tải được thêm một phần mềm hỗ trợ kê khai ở trên máy. Và xin giới thiệu bạn, đây là giao diện của phần mềm hỗ trợ kê khai. Đây, có giao diện như thế này. Thế thì khi chúng ta kê khai thuế thì chúng ta sẽ sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai và phần mềm đọc cái phiên bản của báo cáo thuế nhé.